Trong bối cảnh đội bóng đang gặp những khủng hoảng về lực lượng, Quảng Nam đã mượn ngoại binh Ibukebe từ câu lạc bộ Hà Nội để thay thế cho Trofigo đang gặp chấn thương. Với sự bổ sung này, câu lạc bộ Quảng Nam đã trình diễn lối chơi khác hẳn trận đấu đầu tiên khi mùa giải trở lại sau dịch Covid-19 trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở khu quốc gia. Tân binh người Pháp Ibukebe của câu lạc bộ Quảng Nam đã để lại dấu ấn đậm nét trên hàng tấn công với một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. Qua đó, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có trận thắng đầu tiên ở V-League 2020 khi đánh bại Thanh Hóa 2-1. Đây là một sự bổ sung chất lượng cho Quảng Nam. Vì thời gian vừa qua chúng tôi đã mất tiền đạo Rodrigo do chưa bình phục chấn thương. Và hàng công của chúng tôi thật sự khủng hoảng. Khi mà KB về với đội Quảng Nam chúng tôi thì đây là một sự bổ sung rất đáng giá. Trong trận này, người hâm mộ thấy được tín hiệu lạc quan từ Hà Minh Tuấn. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam thi đấu năng nổ và có đóng góp lớn trong cách vận hành chiến thuật của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Anh góp mặt ở hầu hết những pha tấn công gây sóng gió lên khung thành đối phương. Điều này cho thấy Hà Minh Tuấn đang dần lấy lại phong độ và cảm giác bóng. Trước đó, ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau một thời gian dài chấn thương, Hà Minh Tuấn đã khiến không ít người lo lắng khi anh chơi dưới sức và cảm giác bóng không tốt. Với Hà Minh Tuấn thì là một cầu thủ tôi rất là thích. Trận nào Hà Minh Tuấn cũng thi đấu rất là tốt. Về cái tinh thần thi đấu hay là cái thực hiện những đấu pháp của tôi thì Hà Minh Tuấn đều thực hiện rất là tốt. Với Hà Minh Tuấn và Kebe thì để mà nhận xét về hai cầu thủ này có hai cái điểm mà tôi thấy tương đối giống nhau. Đó là cái sức đầu tiên là cái tốc độ. Tốc độ của Hà Minh Tuấn và Kebe rất là tốt. Cái thứ hai là cái tinh thần thi đấu của hai cầu thủ này rất là nhiệt huyết. Vào sân lúc nào cũng hừng hực khí thế. Và một cái nữa là gây sức ép rất tốt lên hàng phòng ngự đối phương, làm cho hàng phòng ngự đối phương lúng túng và mắc sai lầm. Bên cạnh việc Quảng Nam đã giải quyết được bài toán khủng hoảng nhân sự trên hàng công, thì đây cũng là thách thức lớn đối với Hà Minh Tuấn. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn phải không ngừng nỗ lực để cạnh tranh vị trí chính thức khi Rodrigo bình phục chấn thương. Tuy nhiên, việc Hà Minh Tuấn dần chơi tốt hơn là tín hiệu đáng mừng cho cả huấn luyện viên Vũ Hồng Việt và huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhất là trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang rất khan hiếm trung phong có chất lượng. Trận đấu giữa Quảng Nam và Thanh Hóa còn có sự góp mặt của trợ lý Lee Jong-jin trên khán đài. Chính vì vậy, sự nỗ lực để lấy lại phong độ một cách nhanh nhất của Hà Minh Tuấn chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo ghi nhận. Nếu cứ thể hiện tốt, tiền đạo của Quảng Nam sẽ tiếp tục được trao cơ hội để trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 và các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.